こんにちは。你好。可愛いね。谢谢你。李ちゃん何歳ですか？我23歳。撮影は初めてですか？以前有拍过。軍手ですか？有一点緊張。これは何か切りますか？じゃあ午後かありますか？没有。Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và mình lại là Nami đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một series với lại team đỏ bằng cách là unbox chiếc bo mạch chủ B550 Aorus Master này, cũng như là sẽ thử nghiệm chiếc Ryzen 9 3900X và bên cạnh đó thì sẽ giải thích cho các bạn xem là tại sao nhà AMD lại cho ra chiếc chipset B550 vào cái thời điểm mà có thể nói là hơi nhạy cảm như thế này nhé. Ok, và bây giờ trên tay mình đang là chiếc bo mạch chủ B550. Và mình thấy rằng là chiếc bo mạch chủ này sẽ rất phù hợp với lại những bạn nào đang cần tìm kiếm một chiếc mainboard có giá thành cũng như là hiệu năng, có gọi là hiệu năng trên giá thành là hợp lý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử xem là bên trong chúng ta sẽ có những linh kiện gì nhé. Ok, thôi để tạo nhân vật chính sang đây đã. Thì chúng ta vẫn sẽ có một chiếc hộp với viền xốp xung quanh để bảo vệ trong cái quá trình di chuyển không bị làm sao cả. Mainboard của chúng ta bình thường. Này, bên trong thì sẽ có một chiếc icon xinh xinh để các bạn có thể gắn vào trong chiếc cây ở nhà nhá. Bên cạnh đấy thì cũng có một tấm rất nhiều các sticker. Ê, nhìn có vẻ là xịn xó phết đấy. Cái này thì các bạn sẽ tha hồ mà dán các bạn ạ. Dán đầu giường, đầu tủ hay dán đâu thì dán tí các bạn. Bên cạnh đấy thì chúng ta vẫn sẽ có một quyển sách hướng dẫn này. Tiếp theo là một quyển sách về các cái linh kiện của bên trong cái bo mạch chủ này. Ở đây còn một chiếc DVD nữa. Cái này thì mình khuyên các bạn là đừng nên tải Rival thông qua chiếc đĩa này mà hãy cứ lên trang chủ mà tải về nhé. Thực sự đấy. Nào và bây giờ chúng ta hãy cùng đi khám phá sâu trong lòng đất xem có gì nữa nhé. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có đầu cắm phân panel cho dễ này. Bên cạnh đấy thì sẽ có anten Wi-Fi 6. Sao lại để ra ngoài cho dễ nhìn đi. Đây thì sẽ là hai dây SATA này. Tiếp theo là đây là cảm biến âm thanh. Xem nào. Đây là dây thít các bạn ạ. Dây thít nha. Đây là hai dây cảm biến nhiệt này. Còn đây là dây đèn LED. Đó, hết rồi. Và nhân vật chính của chúng ta đây rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ vẫn có chơi socket là ARM4. Bên cạnh đó thì về chipset B550, thực ra thì mình nghĩ không phải là đến thời điểm này mới được ra mắt mà phải ra mắt trước đây cơ. Ra mắt vào cái thời điểm mà có CPU Ryzen 3000 ấy. Thế nhưng mà mình cũng không biết là một lý do tại sao mà nhà AMD lại cho các hãng có cái khả năng update BIOS để cho chúng ta vẫn có thể sử dụng được B450 cho đến tận thời điểm bây giờ. Và nhưng mà tại sao bây giờ thì chúng ta lại cần B550? Thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi giải thích nhé. B550 thì không phải là bản nâng cấp của B450, mà thực ra thì bản này là bản cắt giảm của X570. Ở đây thì chúng ta sẽ cắt giảm đi những cái thứ mà không cần thiết rườm rà để có thể hạ giá thành xuống. Và bên cạnh đó thì như các bạn có thể thấy là chúng ta đã cắt được bỏ cái quạt tản nhiệt ở phần chipset này rồi. Và nếu mà so sánh tương quan thì các bạn có thể thấy giá thành của chiếc X570 Aorus Master sẽ có giá là khoảng hơn 10 triệu đồng. Còn bạn này thì có giá là chưa đến tới 8 triệu đồng cơ đấy. Giá thành ở đây thì chúng ta được hạ xuống rồi, thế nhưng mà những cái công nghệ cần thiết thì sẽ vẫn được tích hợp đầy đủ trong cái bản mainboard này. Đặc trưng ở đây là chúng ta sẽ có khe PCI Express Gen 4. Cái này thì mình thấy là trên các cái mainboard của nhà Intel, như kiểu kể cả đến thời bây giờ là Z490 thì vẫn không có cái này. Và bên cạnh đó thì Gen 4 là như thế nào? Gen 4 thì sẽ giúp cho chúng ta gấp đôi băng thông từ CPU này tới VGA cũng như là các cái khe M2. Cái này thì cực kỳ là cần thiết đối với những cái bạn nào mà sử dụng nhiều ổ SSD NVMe nhé. Như các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có là 16 frame điện, hơn hẳn 14 frame điện so với là X570 Aorus Master. Cái này thì sẽ giúp cho chúng ta mở ra khả năng ép xung cực kỳ tốt từ CPU cho tới lại RAM, chứ không bị hạn chế mức xung RAM giống như là những mainboard đầu B của nhà Intel. Và đây là điểm cộng lớn bởi vì hiệu năng của AMD ảnh hưởng khá nhiều từ bus RAM.
Và cái gì thì cũng có lý do của nó mà thôi. Ở đây chúng ta có B550 Aorus Master rẻ hơn rồi với lại X570 Aorus Master. Bởi lẽ là nhà sản xuất thì đã giảm băng thông từ CPU tới chipset từ Gen 4 xuống còn Gen 3. Và cái điều này ấy, thì sẽ khiến cho những nhà sản xuất mainboard, và ở đây thì chính là Gigabyte, thì không có cái khả năng span các cái cổng kết nối tốc độ cao, kể cả từ mặt trước cho tới lại mặt sau. Các cổng kết nối tốc độ cao ở đây mà mình nói thì đó là cổng USB Type-C ở mặt trước thì ở đây là không có nhé. Bên cạnh đó thì các bạn có thể nhìn thấy đây là chúng ta sẽ chỉ có một cổng LAN 2.5G thôi thay vì cho cổng LAN dual. Thế nhưng mà mình nghĩ là cái này cũng không quá quan trọng đâu, vì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tới 12 cổng USB cơ. Cái này thì sẽ gọi là thừa khả năng cho các bạn cắm tất cả các cái linh, gọi là linh kiện vào đây, mà mình nghĩ là cắm kiểu gì cũng không hết được 12 cái ổ này đâu. Và chắc hẳn là từ đầu video đến giờ thì các bạn đang cảm thấy là thiếu thiếu gì đó phải không nào? Đúng rồi, đó chính là chia tản nhiệt VRM chứa danh của nhà Aorus, mà mình thực ra là không phải quên nhắc đến đâu, mà mình muốn để nó đến phần cuối cùng để có thể thử nghiệm em ấy cùng với lại chiếc CPU Ryzen 9 3900X này để xem cái khả năng tản nhiệt của em nó như thế nào nhé. Như các bạn có thể thấy thì mình đang test chiếc B550 Aorus Master này cùng với lại chiếc Ryzen 9 3900X. Thì ở đây nhiệt độ phòng của mình rơi vào khoảng là 27.4 độ C. Và bên cạnh đấy thì ngay trên màn hình này các bạn có thể thấy thì mình đang stress bằng RAM 95 26.6. Ở đây chúng ta sẽ đạt được mức xung trên toàn bộ 12 nhân là rơi vào khoảng 4166 MHz. Và bên cạnh đấy thì nhiệt độ ở trên VRM cũng chỉ vào khoảng là 53 độ C, cũng như là CPU thì là 56.3 độ C mà thôi. Thực sự là đây là một con số khá là ấn tượng phải không nào? Và mình nghĩ cái điều này đạt được ấy có thể là một phần do Gigabyte đã bê toàn bộ cái thiết kế fin array tản nhiệt mới nhất gần đây vào trong cái bo mạch chủ B550 này. Điều này thì sẽ giúp cho cái việc mà lưu thông gió tốt hơn, mà chúng ta không cần phải thêm cái quạt tản nhiệt để thổi gió vào nữa. Điểm mạnh của dòng Aorus Master thì lúc nào vẫn luôn là như vậy. Ngoài việc chúng ta có phần nguồn cấp điện ngon ra thì tản nhiệt VRM thực sự là chưa bao giờ làm mình thất vọng cả. Và mình nghĩ rằng là dòng B550 này nói chung cũng như là B550 Aorus Master nói riêng thực sự là đã xứng đáng thay thế cho X570 rồi. Bởi vì ở đây thì các bạn sẽ vẫn giữ được những cái tính năng cần thiết, ví dụ như là băng thông lớn giữa CPU với lại chipset này, cả màn hình, ổ cứng và RAM, cũng như là cái dàn VRM mạnh mẽ và đầy đủ các cái cổng USB ăn chơi. Mà bên cạnh đó thì chúng ta chỉ có thiếu một chút xíu về cái tốc độ USB hay là thiếu hai cổng LAN mà thôi. Và ở đây thì thực sự là có bao nhiêu phần trăm các bạn sử dụng hai cổng LAN trong một máy tính cơ chứ? Và mình sẵn sàng thì bỏ đi tất cả những cái thứ rườm rà như thế để có thể tiết kiệm 2 triệu đồng cũng như là sở hữu được một chiếc mainboard thực sự hữu ích cho cuộc sống như là B550 này. Và vừa rồi là video trên tay nhanh chiếc mainboard tế từ nhà Gigabyte B550 Aorus Master. Và mình sẽ hẹn các bạn trong một video ở tuần sau với việc build PC cùng với mainboard sử dụng chipset B550 mới nhất nhé. Còn bây giờ thì các bạn cũng đừng quên like, share, subscribe kênh để có thể gặp lại Yuwa Linami trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!